Đó, mình lưu ý thứ ba là về về tính thanh khoản và cái độ rủi ro khi mà mình mua sản phẩm ở xa các anh chị. Đôi khi mình cũng không trông coi được cái lô đất của mình cũng không trông coi được cái ngôi nhà của mình đã mua các chị nha, do mình đi quá xa, đi quá xa. Đó là những cái lưu ý mà khi mà mình đầu tư các chị nha. Thì đây là khu vực Đinh Đức Thiện các chị, cách thành phố cũng không xa. Đó, đường này cách thành phố khoảng cách Bình Tân khoảng 7 cây số và cách Bến Thành khoảng 15 cây. Thì khu vực này đáng đầu tư các chị, giá còn đang rất thấp các chị. Đây là đường Đinh Đức Thiện. Đó, đường này còn mở rộng luôn các chị. Đường này sẽ mở rộng 50 mét và hiện tại đường này cũng đang nhỏ, và khi mà con đường này mở rộng thì cái bất động sản xung quanh nó sẽ tăng rất nhiều. Và ngay bên đường Đinh Đức Thiện, ngay cái dự án 5 sao này, mình có một con đường cao tốc chuẩn bị thông cái gì, cao tốc Bến Lức Long Thành. Cao tốc này sẽ kết nối trực tiếp với Long Thành ra sân bay cái gì đó. Anh chị để ý sẽ có một cái đường cao tốc bắc ngang qua đường Đinh Đức Thiện này nha. Đây là khu vực xung quanh đường Đinh Đức Thiện, và dự án này cách chợ Bình Chánh khoảng 1,5 cây, nếu đi lên quận Nhất khoảng 15 cây và đi Bình Tân khoảng 7 cây cái gì. Đây là con đường cao tốc bắc ngang qua đường Đinh Đức Thiện chuẩn bị thông xe. Đó, khu vực cái đường này thì đã là khu vực này đã làm xong cái đường cao tốc này rồi và đã có xe chạy chở vật liệu xây dựng ở trên đó. Và tiếp theo mình bên tay phải của mình là dự án khu đô thị mới 5 sao. Đây là khu đô thị 5 sao 1 anh chị, Five Star New City, và có một khu đô thị 5 sao cách đây khoảng tầm 700 m, đó là khu đô thị Five Star Eco City, còn cái này là New City, đó là khu đô thị mới, khu số 1 anh chị. Đây là khu vực xung quanh dự án các chị nha. Dân cư ở đây cũng rất là đông và xung quanh dự án này đang xây dựng rất nhiều nhà ở. Cho nên nếu các anh chị đầu tư thì đây có thể là một lựa chọn tuyệt vời các chị. Hoặc các anh chị mua để ở thì đây là một lựa chọn rất tuyệt vời, cách thành phố không quá xa. Cách Bình Tân chỉ khoảng 7 cây số và đi xe khoảng 10 phút nha. Và khu vực này cây xanh rất tuyệt vời, các anh chị có để ý không? Đường xá rất tuyệt vời, rất sạch sẽ và rộng, được quy hoạch bài bản, và xung quanh dự án là dân cư ở kín luôn. Đó, các anh chị thấy để ý bên tay trái người ta đang xây dựng rất nhiều căn nhà và những nhà này đã có chủ đặt sẵn rồi, xây xong là đặt ở. Và bên phải mình đang thấy là những ngôi nhà đang được, bên tay trái của mình là đang những ngôi nhà đã được ép cọc chuẩn bị xây dựng. Đó. Và đây là đường dẫn ra công viên các chị, xung quanh nhà đã có rất nhiều người ở rồi nhá. Các anh chị lưu ý đây là bên tay trái mình là công viên cây xanh. Đó, cây cối được trồng cách đây khoảng hơn 10 năm rồi, cho nên cây cây cối rất là bự, và điện ở đây là điện âm, các anh chị không thấy những cái đường dây điện lằng nhằng cái chị. Đó, khu vực này quy hoạch rất bài bản, là một khu đô thị kiểu mẫu, kiểu như là Phú Mỹ Hưng luôn cái chị. Nhà người ta đã xây cũng khá nhiều rồi, và nếu mà đầu tư vào đây thì cũng rất tốt, an tâm là mình đã có sổ. Đó, có sổ thì mua, không sổ thì thôi. Đó, đây là một cái dãy nhà bên mình đang bán ở khu vực đường này. Đó, rất nhiều căn nhà. Và bên tay trái mình là một căn nhà 5x20 hướng nam, mình đang xây dựng và trong tuần này là xong rồi, hoàn thiện luôn. Đây, căn nhà 5x20 hướng nam, một trệt một lầu 4 phòng ngủ, có giá là đầy đủ luôn 2 tỷ 850 các chị nha, và ngân hàng hỗ trợ 1 tỷ 750. Và bên tay phải mình cũng là một căn nhà 5x20 đã bán rồi nha, và đang hoàn thiện cho khách hàng luôn, và mình cũng đang xây 3 căn khác ở đây luôn. Đó, đây là trong khu dự án 5 sao các chị, tất cả những nhà ở đây đều có sổ rồi. Đó, đây là 5 sao 1,
Và bên năm sau 2 thì có một số nơi có sổ, một số nơi chưa có sổ. Đường xá rất tuyệt vời, đây là con đường số 8. Lòng đường là 8m, lề đường mỗi bên 3m. Đó, tuyệt vời. Đó. Bây giờ mình nhắc lại. Khi mà đi đầu tư hay mua nhà, mua đất, điều đầu tiên và quan trọng nhất là phải có sổ anh mới mua. Còn không sổ thì các anh chị đừng có mua, đừng có tin vào họ hứa các anh chị nha. Họ hứa sẽ hứa các anh chị rất nhiều điều nhưng mà thực hiện sẽ không được bao nhiêu. Đó. Điều thứ hai là mình cần phải mua ở những nơi mà hạ tầng nó phát triển đồng bộ như vậy. Đó. Đường xá, điện nước, cây xanh, công viên, shop house, nó phải đồng bộ để cho phục vụ cho nhu cầu những người ở các anh chị. Tại vì mình mua cuối cùng là mình cũng bán cho những người mua ở, hoặc là mình ở thì mình cũng phải có những cái nhu cầu thiết yếu cơ bản đó để mình sống các anh chị. Đó, đây có cà phê luôn rồi, cà phê rồi shop house rồi hotel, khách sạn, đó, công ty này chuẩn bị hoạt động và đang treo biển cho thuê. Khu vực này là khu vực shop house bên tay phải của mình. Đó, đằng trước là cái cầu vượt cao tốc bắc ngang qua khu dự án mình luôn. Đó. Thì đầu tiên là mình phải có sổ mới mua, không sổ đừng có mua cái gì, sổ sẵn. Và phải đất ở nông thôn hay đất ở đô thị thì lúc đó mình mới cất nhà được cái chị nha. Cái lưu ý thứ hai là cơ sở hạ tầng đã hoàn thiện. Đó. Cái lưu ý thứ ba là mua những nơi mà hạ tầng giao thông đang phát triển các anh chị, giống như là đang xây đường cao tốc hoặc là đang mở rộng đường đó. Thì những nơi đó khi mà người ta làm đường xong, nhà nước làm đường xong thì cái giá cả bất động sản chung ở khu vực đó nó sẽ tăng rất nhiều đó. Và cái lưu ý tiếp theo đó là mình phải mua ở những nơi mà có người ở rồi các anh chị, chứ mua ở những nơi mà không có ai ở thì lúc đó bỏ hoang rất rất kinh khủng các chị. Có những dự án bỏ hoang 10 năm chưa có người ở đó. Nếu như mình đầu tư vào những cái dự án mà bỏ hoang như vậy thì không biết bao giờ mình mới thu hồi vốn các chị. Tại vì sao, người ta tâm lý người ta là nếu mà vào một dự án mà không có ai ở, người ta rất sợ mua vô, thì người ta rất sợ về an ninh rồi trật tự các chị, không có ai ở thì rất nhiều vấn đề phức tạp đó. Cho nên lưu ý là phải mua những nơi mà đã có người ở các chị nha. Thì mua ở đó vừa ở tốt vừa đầu tư sinh lời rất tốt các chị. Đó, những cái lưu ý của mình. Và các anh chị đừng nghe những lời hứa hẹn của công ty các anh chị. Khi mà mình mua mà chưa có sổ, người ta hứa hẹn mấy tháng có sổ, 6 tháng cam kết hợp đồng luôn có sổ, nhưng lúc đó sau đó lại không có sổ các chị, tới ngày đến hẹn không có sổ, thì lúc đó công ty người ta lại tìm cớ các anh chị. Cho nên là các anh chị đầu tư, các anh chị mua nhà hay mua đất thì cần phải có sổ, các anh chị hãy mua nha. Đó, có những công ty người ta vẽ lên những dự án rất tuyệt vời, nhưng cái điều đó quan trọng nhất là pháp lý, thì các anh chị cần phải lưu ý đừng để những người đó làm cho mình gọi là vì lòng ham muốn cái gì. Người ta vẽ lên là đầu tư đi sinh lời 20-30% một năm, nhưng về pháp lý thì mình lại bỏ qua cái gì. Cái pháp lý là cái quan trọng nhất, phải có sổ thì mình mới mua, đừng có vì cái lòng tham bị đẩy lên mà mình mua những cái nơi chưa có sổ các anh chị nha. Đó là những cái sales người ta vẽ lên cho mình một cái tương lai rất tuyệt vời, nhưng mà đó là cái bẫy các anh chị. Người ta bán xong rồi sổ sách chưa có thì các anh chị sẽ rất rủi ro và không biết tìm ai, và mất rất nhiều thời gian để mà kiện tụng thì cũng mất nhiều thời gian, thay vì những thời gian đó mình đi tìm những dự án mà đã có sổ và lúc đó mình yên tâm, mình đầu tư hạnh phúc anh chị, đầu tư mình cảm thấy an tâm đó. Lưu ý đó là lưu ý quan trọng nhất, mua phải có sổ. Lưu ý thứ hai là cơ sở hạ tầng đã hoàn thiện. Lưu ý thứ ba là hãy mua ở những nơi mà cơ sở hạ tầng giao thông đang phát triển, người ta đang mở đường, đang làm đường cao tốc với chị hay là gì đó.
có nghĩa là hạ tầng giao thông đang phát triển các chị. Lưu ý thứ ba là mình phải mua ở những nơi, khu vực mà đã có người ở, tại vì không ai dạy gì, vô một cái dự án không có ai ở mà mua ở đó, cuối cùng mình cũng bán cho người ra ở. Đó là tính thanh khoản của sản phẩm các chị. Mình mua ra mình có bán được hay không? À, đây là một căn nhà, một trệt hai lầu mình cũng đang xây dựng các chị. Nếu chị có nhu cầu thì hãy liên hệ với mình. Đó. Đó là những chia sẻ thật tâm của mình. Mong các anh chị hãy đón nhận và hãy lưu ý những cái điều mà mình chia sẻ thật tâm. Thì mình đã chia sẻ những cái điều tốt nhất mà mình biết về đầu tư cũng như là mua nhà, mua đất các anh chị nha. Đó thì mong các anh chị hãy lưu ý những điều đó. Và nếu các anh chị còn những thắc mắc nào thì hãy bình luận bên dưới cũng như chia sẻ cái video của mình để cho nhiều người biết đến, cũng như họ sẽ rút ra được những kinh nghiệm khi mà đi mua nhà đất cho họ nha. Và các anh chị nhớ đăng ký kênh giúp mình để mình nhận được những video mới nhất về kênh của mình nha. Hàng ngày mình sẽ chia sẻ những cái kiến thức mà mình biết được và những cái căn nhà hay những lô đất mới nhất trên lên kênh của mình cho các anh chị xem nha. Các anh chị nhớ đăng ký kênh và nhớ nhấn vào cái nút thông báo thì để mình sẽ nhận được những thông báo khi cái kênh này up lên những cái video mới nhất các anh chị nha. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở những video sắp tới.